Sáng 25 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Văn hóa Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức lễ hội chữ Hàn 2015 nhân kỷ niệm 569 năm ngày ra đời chữ Hàn. Theo ban tổ chức, lễ hội là chương trình được tổ chức thường niên tại Việt Nam nhằm mục tiêu tạo ra một sân chơi cho sinh viên ngành tiếng Hàn và Hàn Quốc học nói riêng, sinh viên học sinh nói chung tìm hiểu và trải nghiệm vẻ đẹp ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, kết nối giao lưu giữa các cơ sở đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, xúc tiến đào tạo và nghiên cứu tiếng Hàn và Hàn Quốc học, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Hàn trong việc cùng với nhân dân Hàn Quốc kỷ niệm một nét đẹp văn hóa đã được UNESCO đưa vào danh sách ký ức thế giới. Với chủ đề Cùng vui với chữ Hàn, lễ hội năm nay có 16 trường đại học khu vực phía Nam tham gia với nhiều hoạt động như triển lãm sản phẩm Hàn Quốc, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa hai nước, các sản phẩm handmade, ẩm thực đặc sắc. Phát biểu tại lễ hội, ông Park Hyung-chun, Giám đốc Văn phòng Quỹ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết sự kiện này mang ý nghĩa rất lớn cho sinh viên ngành tiếng Hàn và những ai đam mê tiếng Hàn, đồng thời là nhân tố góp phần phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Hàn Quốc.